Xin kính chào anh chị đã quay trở lại với kênh xe hơi cũ Tăng Cản. Hôm nay Thắng sẽ mang đến cho mình một chiếc xe thuộc dòng cao cấp nha, một chiếc xe gia đình để chúng ta đi gia đình, máy 2.7 nhập khẩu Indo. Trước mặt anh chị đây chính là Fortuner, máy xăng, số tự động một cầu, xe đi được có 45.000 cây, màu nâu đỏ nha, nhập khẩu Indo, rất đẹp luôn. Xe một chủ từ đầu đã được làm đẹp cũng như kiểm tra chất lượng lại rồi. Xe lúc về thì có chạy xước cái cản trước cản sau, đã được sơn lại, còn cửa nẻo nước sơn zin nha, mâm lớp cũng zin theo xe. Xe này đi được có 45.000 cây thôi, chủ đã dán phim, phim lại rồi, cửa nẻo liên lạc nước sơn là zin. Phía sau xe lớp dự phòng thì chưa hạ nha anh chị, đây lớp dự phòng chưa hạ nè, gầm bể nhập khẩu Indo. Xe này thì với mức giá là 948 triệu nha. Mẫu xe giá thành tương đối cao, nhưng mà đánh đổi lại chúng ta được một chiếc xe nhập khẩu này, máy xăng thuộc cao cấp, cho nên đi gia đình êm, có cân bằng điện tử. Phía sau xe thì chủ trước lên cấp điện rồi nha anh chị, lên cái cấp điện á, ấn một nút là lên. Để Thắng ra bấm cho mình coi. Đây đó, cấp điện bình thường thì chưa có nha, sạch sẽ anh chị, chạy sàn, ghế da zin, trần là trần nỉ zin nè, túi đồ này còn đọi trong đây, còn nguyên, chưa dùng luôn. Rồi gặp lại một nút bấm thôi. Rồi khoang lái phía trước nè, như mới luôn. Cửa kính là tự động nè, bốn cửa luôn nè, auto hết. Gương gặp điện nè, ghế chỉnh điện. Đây tem nhập khẩu nè anh chị, 2018 nhập khẩu Indo. Vô lăng phím chữ còn nguyên, không có bị bay màu. Đầu lên đầu DVD nè, zin của Toyota, điều hòa tự động, có cân bằng điện tử nha. Số tự động 6 cấp nha anh chị. Mẫu cũ thì số tự động chỉ có 4 cấp thôi, mẫu mới thì được trang bị thêm cái cân bằng điện tử, cũng như là cái số tự động 6 cấp thêm hai chế độ lái nữa. Đây Fortuner nói chung cũng như là những xe đến từ hãng Toyota thì anh chị cũng biết rồi, độ bền cũng như là bảo dưỡng, chi phí bảo dưỡng thấp, xe và yên tâm khi chúng ta sử dụng. Đó. 948 triệu nha anh chị, Fortuner 2018, máy xăng, số tự động một cầu, xe được 47.000 cây, xe nhập nha. Anh chị quan tâm mẫu xe này thì gọi cho Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.